Thưa quý vị, do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, hiện nay diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày càng thu hẹp. Vì vậy, thành phố đã và đang tập trung phát triển nông nghiệp đô thị nhằm tận dụng thị trường tại chỗ, tăng thu nhập bền vững cho nông dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Mô hình phát triển nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao trong không gian hẹp tại khu vực nội đô của ông Phạm Thanh Long, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu là một trong năm mô hình được Trung tâm Khuyến ngư Nông lâm thành phố hỗ trợ phát triển trong năm 2024 này. Qua gần 3 tháng thực hiện, mô hình đã cho thu hoạch những lứa rau quả đầu tiên, đem lại nguồn thực phẩm sạch an toàn, đồng thời giúp cải thiện không khí, chất lượng cuộc sống, góp phần tạo mảng xanh trong không gian đô thị thành phố. Cái niềm đam mê là chính trong cái việc trồng trọt này. Thế nên là sau khi về hưu, tôi cảm thấy là cuộc sống cho nó thêm phần ý nghĩa. Tôi làm rau sạch rồi cho nó trồng rau để có nguồn thu cho gia đình. Cái nguồn rau này là để đảm bảo là nó an toàn đấy, cho cuộc sống, cho gia đình và cho mọi người. Theo đề án của Trung tâm Khuyến ngư Nông lâm, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ các nội dung, phân bón, giống rau, chậu nhựa, dàn kệ để chậu trồng rau, hệ thống tưới tự động điều khiển qua smartphone, ống thép bọc nhựa để làm dàn leo rau ăn quả, thùng xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp, phế phẩm vi sinh, với định mức hỗ trợ 50% và được cán bộ kỹ thuật trung tâm hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sản xuất, xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón vi sinh sản xuất rau. Hộ tham gia mô hình đối ứng phần còn lại và công lao động để triển khai mô hình. Mong muốn của đơn vị là xây dựng một cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn trên sân thượng, tích hợp nhiều cái hạng mục từ những cái vật tư đầu vào để mà sản xuất cho đến những cái sản phẩm đầu ra đều phải đảm bảo những cái tiêu chí an toàn. Trung tâm muốn đưa một cái mô hình này vào thì sử dụng những cái phế phụ phẩm trong nông nghiệp để ủ, để làm những cái rác bếp hữu cơ. Tương tự hiện nay trên địa bàn quận Cẩm Lệ, các mô hình vườn hoa cây cảnh cũng đang là xu hướng được hội viên nông dân quận nhân rộng triển khai thời gian qua. Với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, hội nông dân các cấp và địa phương, đến nay các mô hình này đã trở thành những vườn hoa đô thị điểm của thành phố, tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần vào định hướng phát triển nông nghiệp đô thị của thành phố thời gian tới. Hội nông dân quận cũng đã có cái chỉ đạo cũng như là hỗ trợ hướng dẫn kịp thời cho các cơ sở hội cũng như là hội viên nông dân trên địa bàn của quận Cẩm Lệ trong cái việc chuẩn bị các cái điều kiện mặt bằng về cây con giống và các cái điều kiện về kỹ thuật để mà hỗ trợ cho nông dân phục vụ một cách tốt nhất. Thì trên cơ sở đó thì hội nông dân quận cũng đã giải ngân 3 cái dự án từ quỹ hỗ trợ nông dân với số hộ là cũng gần 25 hộ. Với việc tập trung phát triển nông nghiệp đô thị sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp theo đúng định hướng phát triển chung của thành phố. Tuy nhiên, để những mô hình này phát triển bền vững, ngoài sự hỗ trợ của các ngành chức năng, chính quyền địa phương còn cần sự nỗ lực chủ động của nông dân, chủ thể trực tiếp thụ hưởng từ các mô hình.